Hello, chào buổi sáng của chú anh chị ha. Sáng ở quê ha mọi người. Sáng ra còn mát mẻ, buổi trưa chúng ta sẽ nắng lắm. Giờ đây nắng nóng quá chừng luôn. Chiếc xe taxi này của chú Kim chạy nè mọi người, của VinFast mà, xe điện á. Chú chạy xong giờ chú để đây ha cô chú anh chị. Ba em bò được trước Kim về nó còn nhỏ xíu à, là giống như con bò nó mới đẻ luôn á, mấy tháng nó bây giờ nó bự rồi nè. Để cái em này nó đẹp quá nè, có hai em này hôm nay đã bự rồi, đã hơn nửa năm hả cô chú anh chị. Được trước Kim về là cuối tháng 8 đầu tháng 9 hôm qua đó, cho Chi Chi đầu tháng 9 nhập học á, là bây giờ đầu tháng 4 là khoảng mấy tháng rồi ta, khoảng 7-8 tháng gì đó hả cô chú anh chị. Vườn quê mát mẻ này, có cây cầu cây cầu nhỏ xíu, bắt qua cái này đi gãy không không biết nữa, đi ra chính giữa chắc gãy luôn á, nhảy qua bên đây. Ê, mấy cái này cha Kim trồng cho dê ăn nè. Bưởi nè hả cô chú anh chị, bưởi dừa này, trồng dừa vô mùa khoảng tháng 3 tháng 4 là ở quê Kim nước mặn hả mọi người, tại vì ở Bến Tre đó là nước mặn, qua khoảng một tháng nữa mới hết, tắt nè mọi người. Bây giờ đây tắt bó chiếc nhánh ra để trồng nè cô chú anh chị nè. Nước mặn bữa nay cũng lờ lợ rồi, đỡ mặn rồi mọi người, tắt trái quá chừng. Cha Kim đang tưới cỏ, trồng mấy cái cỏ này nè cô chú anh chị, cho bò ăn á, cho bò cho dê ăn á. Giờ lớn tuổi rồi đâu có trồng trọt gì nổi nữa đâu, trồng cỏ nuôi bò thôi. Mắng cầu nè, mắng cầu với tắc dừa, trồng cỏ này, cái đám cỏ bên này cũng tốt quá chừng, tốt luôn nè. Ủa bên đó có cái dây gì nó chạy xuống dưới kia cha, dây điện hết cha. Cứ cắt từng đám vậy đó, giải phân xong cái xịt nước, tưới nước lên cho cỏ nó tốt, xong cắt cho bò ăn. Hôm mốt đi hái một bịch tắc qua bển ăn, tắc nó chừng luôn nè mọi người. Ấy da, kiến quá chừng cho, kiến nó cắn. Trời ơi, mấy con kiến vàng nè. Bông mãng cầu nè cô chú anh chị, đây có cái hoa mãng cầu nè, sắp nở rồi nè. Cái này mãng cầu gì cha, mãng cầu ta hay tái na? Mãng cầu sim chứ, bự bự hả? Cái mương rau muống, cái mương rau muống này cắt cho bò cho dê ăn luôn. Tắc nào phải lấy cái kéo ra cắt. Ít bữa đi á, hái một bịch tắc, bịch tắc mà còn xanh xanh đó mọi người, qua bánh ăn. Này ngày nào cha cũng tưới hay sao? Ngày nào cũng tưới hay sao? Cái cỏ bên nãy tốt ra luôn nè, nó xanh nó chừng nè. Tốt mịt luôn á. Mấy cây gọn ngoài đó mình cũng trồng chặt nhánh nhánh lá gọn cho dê ăn luôn á hả cô chú anh chị. Em Chi vẫn còn ngủ luôn cô chú ơi, 8 giờ rồi em Chi vẫn còn ngủ. Mấy ngày đầu về em Chi ngủ ít lắm, bây giờ đã quen rồi, ngủ nhiều rồi cô chú anh chị. Con chó thì đi đâu cũng theo đó, bây giờ không dám đi ngay chính giữa cây cầu này, đi ngay giữa một cái chắc nó gãy quá, phải nhảy qua đầu cái bên kia. 1 2 3. Trời ơi, bây giờ Kim vô Kim chuẩn bị đồ đi Sài Gòn. Mấy con bò nè nó ăn rơm. Cái này mua rơm thêm nuôi bò, không phải là cho ăn cỏ đâu cô chú anh chị. Nuôi bò ngày nay á, phải rất là tốn tiền luôn. À, cho ăn thức ăn nè, thức ăn với cám giống như cho heo vậy đó. Xong rồi nấu bắp nữa, nấu bắp nấu tắm á, cơm gạo tắm á, nó bắp nấu tắm xong rồi cho nó ăn thêm, nó cho nó nhanh lớn đó mọi người. Với lại cỏ mình không có đủ cho ăn á,
Để coi mấy con dê, thăm mấy con dê nữa nè. Mấy cây mận nè cô chú anh chị. Ơi cây mận đang trái quá chừng nè. Bữa ra thăm mà không thấy. Đây con trái nữa nè. Mà giống như nó chưa có chín hết mọi người. Vẫn còn xanh. Đây nè. Ui mấy con gà con. Gà. Dê. Mấy con dê. Có dê nái, dê con rồi nữa. Nhà cha Kim nuôi dê nái cho nó đẻ nè mọi người. Ở đây nuôi mình chỉ làm cái chuồng như vậy nè, nhốt nó vô chứ đâu có thả đâu. Thả ra ngoài nó đi mất, tại không có hàng rào chứ lại thả ra ngoài nó quần. Nó quần là tiêu giường mình luôn. Đây nè con dê con nè, thấy thương không? Hôm qua em chi ra em chi mê lắm mà cô chú. Mê mấy em về lắm. Trời nó leo lên trên đây luôn nè. Trên cái này đóng cũng cứng đó chứ, nếu không là nó sập luôn chứ. Ở dưới kia là chuồng heo lúc trước. Lúc trước mẹ khi mà mẹ Kim còn sống á là nuôi heo. Mà lỗ quá chừng cái đợt đó nuôi heo lỗ mấy trăm triệu luôn đó cô chú anh chị. Xong rồi nghỉ tới giờ luôn. Bây giờ cha Kim chỉ nuôi có vài con thôi. Nuôi mấy con heo rừng á. Máy móc đã giờ vô đây rồi nè. Máy móc em trai Kim đã cho mượn rồi. Cho bạn bè gì đó mượn mướn gì đó. Tại vì giờ không có làm mộc nữa. Mà đi làm ở trên tàu du lịch đó cô chú anh chị. Tàu du lịch đi nước này nước kia đó. Đây hôm qua đã rinh mấy cái chậu kiển đây nè. Phía lên phía bên kia rồi. Còn hai cái chậu này thì to quá, lớn quá chừng luôn, lớn dữ lắm cô chú anh chị. Cho nên là để đây không rinh nổi mọi người. Đây rinh để trên đây. Mốt khi nào đám cưới xong mà giờ vô ngoài đây cũng có cây bưởi cho xanh. Cái này cây xài thái nè. Cây xài này cái trái nó bằng bắp chân luôn đó cô chú anh chị. Trái rất là lớn mà ngọt lắm. Cây sake nè mọi người. Không biết sao cha em trồng sake để làm gì nữa. Sake có bao giờ ăn đâu. Hay là trồng che cho mát không biết. Chứ không có ăn uống gì cái trái sake này mà trái nhiều lắm. Toàn là rụng hết trơn rồi mọi người. Cha Kim rất là yêu nước ha, quanh năm suốt tháng, 12 tháng trong năm lúc nào cũng treo cờ hết trơn. Cái cờ này hôm qua là bên kia, bây giờ giờ qua đây, lúc nào cũng treo cờ hết trơn. Nhà vô Kim chi vậy? Chào ông bà cô chú ơi, bây giờ đi Sài Gòn. Hai mẹ con sẽ đi 2-3 ngày vậy đó, khi nào làm công việc xong rồi về hả mọi người. Đợt này Kim về là Kim làm, Kim lấy sổ hồng luôn, Kim mua nhà chung cư đó 4-5-6 năm rồi mọi người mà vẫn chưa có sổ hồng. Mấy đợt trước là người ta gửi mail lấy sổ hồng mà không có về được đó. Bây giờ về sẵn lấy luôn. Chi? Phá gì con lại thương ngoại đi nè. Nhanh lên. Thương ngoại đi. Mấy con chó ở nhà là nó chạy ra ngoài ao ngoài mương cái nó vô nó quằn cái nhà lao xong là nó sẽ đen thui cái nhà liền. Đem bình nước theo cho chị uống nè. Uống được tới coi cho chị ăn. Con đi nha cha. Rồi chị lên xe coi. Lên taxi. Con chó con nó dễ thương cho nè, em chi chơi với con chó suốt ngày luôn. Rồi đi con. Đi 2-3 ngày về ha bà cô chú. Mở cửa ra. Đứng lên. Ê dạ dạ, đưa mẹ mã cho. Taxi VinFast là về tới quê luôn hả mọi người, về tới Bến Tre kia mà ở trong vùng quê luôn nè. Xe điện, xe xanh. Mới lạnh để chạy nó. Cái xe này mới lên còn hôi cái mùi xe quá à. Nắng giả man luôn, bây giờ là 11 giờ mấy rồi đó cô chú chị. Không biết đi lên chảnh bao lâu tới. Em chi sức kem chống nắng rồi cái mặt bóng lưỡng đây nè. Chi đi về nắng nóng quá hết trơn. Lúc nào cái mặt cũng đỏ bừng hết trơn, nhìn cho mẹ coi. Chào ông bà cô chú chưa? Chị chào cô bà cô chú. Con đi đâu? Sài Gòn. Sài Gòn đúng rồi. Hai mẹ con mang hai đôi dép luôn. Đôi dép mua từ bển sắp về luôn mọi người. Dép cặp.
Ông ngoại giờ ông ngoại ở nhà buồn hiểu một mình rồi, đi hết trơn rồi. Rồi xong, xích beo cho an toàn nha ông bà cô chú. Cái đường quê này nó hai bên trồng hai cái hàng bằng lăng tím mà từ đầu đường xuống cuối đường luôn, nó rất là mát mà có hoa đẹp lắm mọi người. Bến Tre xứ dừa nè, chỗ nào cũng có dừa hết trơn. Ủa chú Bảy chạy taxi này là chạy ở Bến Tre hả? À, đi đâu cũng đi, ta kêu đi đâu đi. Ý là nếu bình thường mình đậu xe mình đậu đâu để đậu, bắt khách? Đậu bên chỗ Go, City Go. À bên thị xã ha. À. Thành phố Bến Tre. Ok. Ừ. Tới thị xã Bến Tre, thành phố Bến Tre này cô chú anh chị. Thành phố Bến Tre mình hình như lên được bao nhiêu năm hả chú Bảy? Mới lên này 2010 năm. À, lúc trước chỗ là thị xã Bến Tre. Ở dưới quê mình trồng cây bằng lăng, chỗ nào cũng có cây bằng lăng tím ha. Ừ. Ngay bên đường suốt luôn. À, cả tỉnh Bến Tre luôn này, đi chỗ nào cũng có bằng lăng tím này, đẹp quá chừng. Trời, xe điện như về Bến Tre nhiều quá ha. Quá trời, bị một dải xe điện luôn à. Bây giờ vô đây ghé sạc điện khoảng 15 phút rồi đi ha cô chú anh chị. Đây có một cái trạm sạc nè, kế bên siêu thị Cô. Trong đó có trò chơi cho em mà bây giờ nắng quá nắng. Chú Kim đang sạc điện xe ha. Đây, đây gần siêu thị nè, đi vô đây cho mát, đi dạo một vòng. Siêu thị ở Bến Tre. Cái này Kim cũng chưa đi lần nào luôn đó mọi người. Hồi xưa lúc Kim ở đây là ở đây có tiêm chủng nè, là đã có chỗ này rồi nhưng mà không có đi, tại vì đi qua cũng xa mà không có mua cái gì hết trơn. Từ nhà Kim qua đây chắc cỡ 20 phút ha cô chú anh chị. Siêu thị này Kim thấy cũng lớn, đi vô đây thử có gì ha. Chi là nắng quá trời nắng hả chị ha, nắng nóng cháy đầu luôn. Ờ, giờ đây nó mát. Mát. Cái gì em? Dạ, trà đúng không ạ? Trà hả? Dạ. Chị không uống trà, cảm ơn em nha. Chị muốn đi đường nào? Chị đi lên đây không? Không có tập phí sạch á. Ở trong đây mày không biết có không đâu, mà dành. Phí sạch chứ đâu nữa. Đây có quán Go Ghi Hàn Quốc, có chú anh chị thịt nướng. Đi đâu lên đó ha. Ở đây có mấy cái bình xông tinh dầu. Cái gì vô đây thấy dày mua nữa hả trời mất. Ôi đồ đẹp quá chị mê luôn. Ghế massage. Ở xuống đây mày coi có trái cây gì không nè. Đi đâu? Ôi trời ơi, mấy con gấu đẹp quá, dễ thương. Mấy con gấu này là nó có mùi dâu tây luôn nè. Gấu này em Chi có nè, có mùi dâu tây thơm lắm. Ở này cái vỏ chứ không phải là con gấu không. Này là con tôm. Tôm. Cái này hôm bữa Chi có rồi. Chị thích cái này không? Mà chị thích cái này không? No. No thôi. Yeah. Mua con tôm ha. Ê, con sâu hay con gì nè chị nè? Cái này chỉ có bằng tay thôi. Cái này mới có cái mặt nè. Nó có bằng tay thôi đó, mà mới có mặt, cái mặt. Chị mua con gì, con này hả? Đây, con xuyên. Mà con mua con này hay sao? Mấy cái bình nước này đẹp quá, nhưng mà ở trường Chi không có được sách bình nước này đi học nhá không? No, no, we can only have clear water. Yeah, you only have clear one, that's not clear. Let's go then, Chi. But I like this one.
That is too big. Jay, don't touch it. No, just close it and then that's it. Nè, hỏi cái chị này đóng giùm em. Cảm ơn em. Cái xe lửa kìa, cho lên nó ngồi đi. Coi trái cây gì nè, cô chú anh chị. Dưa hấu giống Nhật. 14.900 cũng như 15.000 một ký rồi. Lê, chanh dây, đu đủ dưa hấu. Ok, cảm ơn em nha. Dưa lưới 23.000. Hoa. Hoa, một bó hoa này 44.000 mọi người. Hoa cúc đơn 113.000 một bó. Hoa cúc đơn này 102.000 một bó này. Hoa bây giờ dưới quê cũng mắc quá cô chú anh chị. Mấy cái bó hoa nhỏ nhỏ này nè, không biết bao nhiêu tiền nữa. Đi chị ơi. Chị đó làm chi vậy? Cái đoàn tàu xe lửa nè. Có cái lá cờ Anh luôn kìa chứ kìa. Lá cờ Anh kìa. Có chuông reng luôn đó hả? Hay vậy ta? Ở trong đây hình như là khu vui chơi trẻ em nè cô chú anh chị. Mẹ cái coi. Đây nè, mà cô chú em Chi mới vô là đòi mua cái đồ chơi rồi nè. Trong khi cái vỏ là đã có cái này rồi đó. Được gì nổi không? Thích cái này dữ lắm luôn. Rồi đi. Thấy cái vòng tay này dễ thương nè, chị không thích hả? Ôi trời, chiếc nhẫn có con mắt này kia nè. Nè, chiếc nhẫn này nó có hình gì đây nè. Không, cái đó bự lắm. Trời ơi, kim cương hộp sòn. Mấy cái kẹp tóc là dễ thương quá trời. Chơi gì đâu. Giờ đi lên lầu xem trên đây có gì hả cô chú anh chị. Siêu thị này cũng lớn mọi người, bên trong cũng rộng lắm luôn. Cái này bán quần áo. Không, con mình đi đó, chút xíu là đi rồi đó. Đây có khu vui chơi trẻ em nè. Đi lên Sài Gòn rồi chơi. Đi qua đây mẹ coi có gì nè chị nè. Trời ơi, em Chi thấy lấp lánh, em Chi mê rồi. Thấy mê quá hả chị hả? Đẹp quá hả? Đây có xe quá chừng nè. Trên đây giống như là khu vui chơi ăn uống hả cô chú anh chị. Có chỗ cho mấy bé chơi, có chỗ tô tượng nữa nè mọi người. Chỗ tô tượng với lại một cái nhà sách dưới kia là xong rồi đó. Trò chơi thám hiểm 7D. Giữ cho ta 7D luôn. Xin. Trong này có cái mùi tinh dầu, mùi gì đó thơm quá chừng luôn. Đây là được chơi nè, được lên đây chơi miễn phí nè chị nè. Và chị leo lên đây cho trẻ em từ 2 đến 12 tuổi.
giờ ra xe đi ra cô chú ơi. 12 giờ mấy rồi mọi người, 2 giờ rưỡi rồi. Kim đói bụng quá, hồi sáng giờ Kim chưa có ăn gì hết, Kim chỉ ăn một cái bánh ú thôi mọi người. Ở trong đó có sân trượt patin. Sân trượt patin mà bây giờ cũng vắng khách đó, cô chú chị chưa có khách luôn. Đây, taxi chạy qua tới đây. Taxi là chú của Kim luôn hả cô chú anh chị? Rồi, đi thôi, nắng nóng quá. Đây em Chi có đồ chơi rồi, chiếc này chơi suốt dọc đường luôn. Đi thôi Chi hen. Tới cầu Rạch Miễu đang mà cô chú ơi, mà kẹt xe quá mọi người. Cái cầu này thường hay kẹt xe lắm cô chú anh chị. Tới Sài Gòn rồi cô chú anh chị, tới chỗ em Kim ở đây. Bây giờ mọi người đi làm tóc. Con để chân lên của con, chân mẹ nè. Được chưa? Bây giờ gác chân ở trong đi. Xin cho mẹ gác nữa. Em mua giày ở chợ Bến Thành không chú anh chị? Ở gần chợ Bến Thành đó, có nhiều cái shop giày đẹp lắm mọi người. Mà ở đây giá cũng phải chăng à, 100 mấy vài trăm ngàn một đôi thôi cô chú anh chị. Cái này hả? Chị thấy này đẹp hả? Em Chi rất là thích những cái đôi giày lấp lánh này cô chú anh chị. Đôi giày nó mang đau chân lắm không à. Thế cô Út Diễm mua đôi gì nè Chi? Trời ơi đẹp quá rồi Chi ơi. Đẹp. À, đẹp quá, lấp la lấp lánh nè. Mà sao thấp quá vậy? Mang trong nhà im chân nhiều lắm cô chú anh chị. Lúc xưa Kim hay mua dép ở đây nè, giày dép giá bình dân đó mọi người, nhưng mà kiểu giá nó cũng đẹp lắm, keo dán thì cũng tốt đó cô chú anh chị. Đây là dễ thương mà, mấy đây là mang đi làm nail được. Thank you.
Trời này giống chiếc nhẫn nè chị nè. Là the ring nè chị nè. The diamond. Oh my god. It's a big diamond, isn't it? Chị nó gấp thích lấp la lấp lánh mà bự của con mang đâu dừa đâu. Con dừa về con nhiều điều nha. Trời ơi, bả mê, bả thấy chiếu bả mê quá trời mê luôn à. Chợ Bến Thành ở dưới đó ha cô chú anh chị, nguyên cái giải này bán giày dép nè mọi người. Chị xích ra chốt kiểm nha. Rồi leo lên xe nào con. Để chân xích cho cái bác chân nữa. Rồi đi. Hello, hello, mình là cái gì đấy? Đang nhìn tóc mất like, chị ngồi đợi mẹ mệt mỏi. Đang hủ tiếu mà cô chú ơi, hủ tiếu A Hòa ở đường gì à, số 99 Phan Văn Trị, hủ tiếu của người Hoa đó mọi người. Hủ tiếu thập cẩm có cái gì trong đó nha? Xá xíu ha, lòng, bao tử, gan, cật. Chị không ăn cật được, có ăn cật được không? Lòng, tim. Hủ tiếu này dai lắm mọi người, ngon. Có cái miếng đó, miếng gì nữa? Bánh tôm, tôm chiên đó hả? Ừ, có một con tôm. Ngon quá. Ở đây có ớt nè, tỏi nè. Chị con đợi xíu đi. Hồi nãy chị kia đó không đói bụng mà. Ủa? Nãy hỏi đói bụng không? Đừng có quẹt đổ xuống bàn con à. Đây có nuôi xào bò. Kim thích ăn hủ tiếu luôn rồi đó, mà tại Chi không thích ăn hủ tiếu cho nên kêu nuôi xào cho Chi ăn. Để chú lấy cái chén cho con. Ngon không? Ăn miếng nuôi đi. Ngon quá hả chị hả? Chị đói bụng.
lần 2015 rồi mắc quay phim đã kia ghê quá. Về tới nhà của chú anh chị ơi, ở đây bữa tối mình để xe bên ngoài luôn mọi người, không cần dẫn vô nhà, tại vì ở đây cái khu quận 1 này là giống như là cái khu em cũng ở là khu Lê Thánh Tôn quận 1, là cái khu giống như phố người Nhật hết cô chú anh chị, phố Nhật vậy đó, là ở ngoài đầu hẻm là luôn có bảo vệ, với lại trong khu này nè có camera 24/24 luôn mọi người, cho nên là để khúc nào cũng có camera, đây cũng có nè, ở đây cũng có đó nè, 2-3 cái luôn, là mình không có sợ mất xe cô chú anh chị, cứ để ngoài đó. Đây em Chi về tới rồi nè. Đâu Chi đưa tóc kìa. Hồi nãy cô Dung cắt tóc cho Chi nè. Tóc ra chắc để về ngủ luôn chứ không dám tháo ra luôn á. Đẹp quá mà. Hả Chi? Lúc trước khi mà Kim lấy chồng là Kim cũng ở nhà này luôn. Kim ở với em gái Kim. Kim ở đây cũng lâu đó cô chú anh chị. Kim ở đây một thời cũng lâu lắm.